Đội tuyển nữ Mỹ là đương kim vô địch World Cup và hiện đang chuẩn bị cho giải đấu lần này. Họ nằm trong bảng E cùng với Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Bảng đấu này không dễ dàng khi đội tuyển nữ Hà Lan là đương kim Á quân World Cup và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đang nổi lên với những kết quả ấn tượng. Theo The New York Times, đội tuyển nữ Mỹ đang trải qua giai đoạn chuyển giao, nhưng vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup. Với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA và 4 lần đăng quang World Cup, đội tuyển nữ Mỹ tỏa sáng và khác biệt so với các đối thủ khác. Đội tuyển nữ Mỹ đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ, đồng thời đối mặt với những thách thức khó khăn. Huấn luyện viên Adonovsky đang phải đối phó với phong độ và chấn thương của các cầu thủ, tạo ra một thử thách lớn cho đội bóng. Đội hình dự World Cup của đội tuyển nữ Mỹ được đánh giá là sự kết hợp tỉ mỉ giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ chưa từng thi đấu ở cấp độ thế giới. Trong đội hình 23 người dự World Cup 2023, có 9 cầu thủ đã từng đăng quang World Cup. Trong số đó, Alex Morgan, Megan Rapinoe và Kelly O'Hara sẽ bước vào kỳ World Cup thứ tư của họ, trong khi thủ môn Alyssa Naihe và tiền vệ Juliet sẽ tham dự World Cup lần thứ ba. Đội tuyển nữ Mỹ cũng có 14 cầu thủ lần đầu dự World Cup, tạo ra sự đa dạng giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ. Đội tuyển nữ Mỹ được đánh giá là tập thể thiếu kinh nghiệm nhất từng tham dự World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên Adonovsky tin tưởng vào cặp tiền đạo trẻ Alyssa Thompson, 18 tuổi, và Trinity Rodman, 21 tuổi. Thậm chí, tiền vệ Savannah Demelo còn chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia trước đây. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua đội tuyển nữ Mỹ có một cầu thủ chưa thành danh tham dự World Cup. Vượt qua hoài nghi, huấn luyện viên Adonovsky khẳng định đội tuyển nữ Mỹ đủ mạnh để giành chức vô địch World Cup nữ lần thứ 3 liên tiếp, nhờ đội hình sâu và linh hoạt để vượt qua mọi khó khăn. Huấn luyện viên Adonovsky đã giúp đội tuyển nữ Mỹ giành huy chương bạc tại Olympic Tokyo 2020. Trước đó, ông đã dành nhiều năm để xây dựng lại đội hình, loại bỏ dần các cựu binh và tạo cơ hội cho những tài năng trẻ triển vọng. Tuy nhiên, việc tái thiết đội tuyển nữ Mỹ của huấn luyện viên Adonovsky không đơn giản. Vài cầu thủ như Becker Sauerbrunn, Sammy Ruiz, Mallory Swanson và Katarina không thể tham gia do chấn thương. Tuy vậy, đội tuyển nữ Mỹ vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alex Morgan, Megan Rapinoe, Rose Laven và Lindsay Horan. Bên cạnh đó, đội còn có những ngôi sao trẻ triển vọng như Sophia Smith, 22 tuổi, và Rodman. Đội tuyển nữ Mỹ cần kết hợp sự kinh nghiệm và tài năng trẻ để gặt hái thành công.